một con diều mới các bạn. Một con sâu có sừng. À, đây chưa biết con diều gì nhưng bác Huy gắn 6 nha các bạn. Con diều đuôi dài có cái bộ 6 5 quả. Đuôi dài quá. Gió rất là đẹp luôn các bạn. Trên bầu trời không có diều sáu, chỉ có một con diều của bác Huy, một con diều trong đồng của anh Tuấn, với một con diều sáu 4m2 của bác Toàn. Thần tiên xuất hiện. Thank you.
Hiện tại trời hết gió rồi nha các bạn, tất cả diều sáo thì xuống hết rồi, chỉ còn có con diều bắt còn với con diều sáo nhỏ. Ủa đâu rồi? Diều nhỏ mà do không có gió mà vẫn còn lên luôn. Diều nhỏ hôm nay là đẳng cấp nhất ở công viên diều sáu mình luôn đó các bạn.